Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ hòa giải viên cơ sở. Tại lớp tập huấn, các hòa giải viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở, nghị định số 15/2014/NCP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng trong công tác hòa giải như kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn, kỹ năng phân tích đánh giá, giao tiếp, lắng nghe và đặt câu hỏi, các bước tiến hành hòa giải. Đồng thời, cùng nhau trao đổi tìm hiểu các tình huống thường gặp trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đây là dịp để hòa giải viên nắm rõ các kiến thức, kỹ năng hòa giải, vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải, từ đó tăng tỷ lệ hòa giải thành, qua đó giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.